Xin chào các bạn, mình là Ngô Thái Hà. Thì mình xin chia sẻ với các bạn về cái nội dung cái ngày đầu tiên của cái lớp Basic. Ở trong đây chúng ta sẽ nghiên cứu một vài cái nội dung tìm hiểu về sinh trắc vân tay. Lý do tại sao mà chúng ta lại phải làm sinh trắc vân tay, lịch sử của ngành sinh trắc học vân tay là cái gì, và những cái nội dung trong vào các sinh trắc vân tay chúng ta sẽ được chia sẻ khi mà chúng ta sinh trắc một cái bản báo cáo sinh trắc vân tay đầy đủ của UMIT sẽ bao gồm những nội dung gì trong đó, những giá trị gì chúng ta sẽ gặt hái được, có được những cái lợi ích gì khi mà chúng ta làm sinh trắc. Thì đầu tiên để nói về cái lý do tại sao mà chúng ta phải làm sinh trắc cái vân tay thì chúng ta sẽ thấy rằng là bản thân chúng ta có những câu hỏi mà chúng ta luôn luôn chúng ta loay hoay, chúng ta tự hỏi bản thân mình, nhưng mà không phải ai cũng có thể trả lời được những câu hỏi đó. Ví dụ như ở đây chúng ta nhìn thấy là một cái câu hỏi rất đơn giản là bạn có thực sự hiểu rõ về bản thân mình chưa? Về cái gì? Về suy nghĩ, về hành vi, về tính cách, về khả năng, về những sở trường, những cái điểm mạnh của mình. Lý do tại sao mà chúng ta lại hành động như vậy? Lý do tại sao mà chúng ta lại suy nghĩ như vậy? Và lý do tại sao chúng ta lại có những quyết định như vậy? Đó là những cái điều rất quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu rõ về bản thân mình. Điểm mạnh của mình là ở đâu để chúng ta có thể phát huy được tính cách và cái khả năng của mình ở trong môi trường làm việc phù hợp. Và cái thứ hai nữa là một trong những cái môi trường khác nhau thì lại đạt được những cái hiệu quả công việc rất là khác nhau. Chúng ta thấy ví dụ như là có những người họ làm việc rất là mạnh mẽ, tập trung, quyết liệt, nói là làm. Khi mà họ có một mục tiêu rồi thì tập trung vào mục tiêu đó. Nhưng có những người chúng ta thấy rằng là họ làm việc thì cần sự động viên, khích lệ, và thậm chí là chúng ta hay nói vui là phải đá đít họ liên tục thì họ mới thể hoàn thành tốt được công việc. Nếu không thì họ sẽ đi một cái đoạn thì họ lại bị mất lửa. Thì lý do tại sao là như vậy? Hoặc là chúng ta thấy là có những người họ thích hợp với công việc này nhưng mà người khác lại không. Có những người thích đi ra ngoài tương tác, giao tiếp, gặp gỡ nhiều người, thích hỏi, chia sẻ quan điểm, ý kiến, động viên, khích lệ người khác. Nhưng có những người thì chỉ thích làm việc một mình, những người làm công việc kế toán hoặc là những người thợ thêu. Chúng ta thấy rằng là họ ngồi thợ thêu một cách rất là miệt mài, rất chăm chỉ, nhưng không phải ai cũng làm công việc đấy. Và chúng ta thấy một cái điều nữa là tại sao mà trong cùng một sự việc nhưng mỗi người lại nhìn nhận và phản ứng một cách khác nhau, thì đây là một trong những cái yếu tố nó ảnh hưởng rất lớn đến cái suy nghĩ, cái hành vi và cái sự thành công của người đó. Và bản thân của bạn thì bạn là người như thế nào? Tại sao bạn lại suy nghĩ như vậy? Tại sao bạn hành động như vậy? Và bạn nên làm như thế nào để có được một cái công việc phù hợp với tính cách và khả năng của mình? Đó là một những vấn đề rất quan trọng chúng ta cần phải lưu ý. Bạn sẽ thấy rằng là chúng ta mong muốn điều gì? Thứ nhất là chúng ta mong muốn lựa chọn một cái công việc phù hợp với lại tính cách, sở trường và tài năng của mình. Nhưng mà chúng ta biết rằng là 70% người hiện giờ đang lựa chọn công việc không phù hợp với lại cái tính cách và khả năng của mình. Đó là một trong những cái điểm rất là nguy hiểm. Và thứ hai nữa là chúng ta muốn có một sự nghiệp thăng tiến. Sự nghiệp thăng tiến chỉ khi nào bạn làm việc dựa trên đam mê của mình, dựa trên thế mạnh, dựa trên cái tài năng của mình. Nếu không thì bạn sẽ tiếp tục bạn loay hoay. Khi mà bạn làm việc mà bạn không có đam mê thì chắc chắn bạn sẽ không đầu tư toàn tâm toàn ý cho công việc đó, và dễ dẫn đến tình trạng là bản thân của bạn sẽ phải khó khăn và lúng túng trong cái việc phát triển cái sự nghiệp của mình. Và đương nhiên nếu mà khi mà sự nghiệp của bạn thăng tiến thì tài chính của bạn sẽ vững chắc. Đó là một cái mục tiêu. Và tiếp theo là bạn có được mái ấm gia đình hạnh phúc. Chúng ta thấy rằng là cuộc sống hiện đại thì cơm áo gạo tiền thì còn nhiều vấn đề khác nữa, nhưng mà để chúng ta sống hạnh phúc thì chúng ta cần phải có một nền tài chính vững chắc, một công việc ổn định, một cái gia đình hạnh phúc mà những cái người vợ, người chồng, những đứa con phải hiểu nhau, đồng cảm, chia sẻ và coi như là phải đặt mình vào vị trí của người còn lại để có thể hiểu được đối phương đang nghĩ như thế nào. Nhưng chúng ta thấy thực tế là đôi khi chúng ta hoài nghi bản thân mình. Hoài nghi là sao? Bản thân của bạn đôi khi bạn cũng không hiểu rằng cuối cùng mình là tại sao mình lại suy nghĩ như vậy, sở trường, tính cách, khả năng của mình là như thế nào, việc gì mình có thể làm tốt được và việc gì chúng ta cần phải tránh và điểm hạn chế của mình là ở đâu. Và tiếp theo nữa là về sự nghiệp. Bạn sẽ thấy rằng nếu mà bạn hoài nghi về bản thân bạn
mà không biết rằng mình như thế nào, tại sao mình suy nghĩ mình quyết định như vậy. Thì đôi khi những cái điểm hạn chế về mặt tính cách và về mặt khả năng của bạn, bạn lại ra quyết định, bạn lại sống bằng những cái điều đó, thì chắc chắn rằng bạn sẽ gặp khó khăn trong vấn đề về công việc và trong vấn đề về sự nghiệp của bạn. Bạn làm việc dựa trên sở đoản thì làm sao bạn có thể cạnh tranh được với người khác và làm sao bạn có thể cất cánh được, đó là một điều chắc chắn như thế. Và đặc biệt là tài chính eo hẹp, khi mà sự nghiệp của bạn không cất cánh thì tài chính của bạn nó cũng sẽ bị ảnh hưởng theo, đó là điều đương nhiên. Bạn không thể nào mà bạn có được cái thu nhập cao, một cái nền tài chính vững chắc khi mà bạn làm một cái công việc mà bạn không phát huy được sở trường của mình, và bạn không thể nào bạn thành công mà gặt hái được những cái hiệu quả tích cực, hiệu quả cao từ những công việc như vậy. Và cuối cùng là thất bại trong cuộc sống. Thất bại trong cuộc sống là bạn thấy thứ nhất là bạn hoài nghi bản thân mình, thứ hai nữa là bạn không hiểu được cuối cùng rồi thật sự là mình muốn gì, mình có thể làm tốt được điều gì và mục tiêu cuộc đời của mình là ở đâu. Đó là những thực tế rất quan trọng. Dựa theo cái mô hình lý thuyết về cái nghề nghiệp thì ở đây bạn sẽ thấy rằng là để mà tìm được cái công việc mà chúng ta cảm thấy phù hợp và ưng ý thì chúng ta cần lưu ý một vài điểm như sau. Thứ nhất, ở phần trên của cái cây về lý thuyết nghề nghiệp thì bạn sẽ thấy rằng là chúng ta cần có công việc lương cao, được nhiều người tôn trọng, môi trường làm việc tốt, cơ hội thăng tiến, và công việc đó phải ổn định và có cái định hướng phát triển về lâu về dài. Tuy nhiên, để có được những cái điều đó thì bản thân của chúng ta cần phải có được một cái sự lựa chọn công việc nó phù hợp. Ở đây chúng ta thấy rằng là, và nhìn thấy ở dưới cái rễ của cái mô hình lý thuyết cây nghề nghiệp thì chúng ta thấy rằng là lựa chọn công việc để phù hợp với bản thân bạn phải đảm bảo được 4 yếu tố. Thứ nhất là yếu tố về sở thích, có nghĩa là bạn phải thích được công việc đó. Nếu bạn không thích, bạn sẽ khó mà gắn bó được, bạn sẽ khó mà có thể cháy hết mình với công việc đó. Cái thứ hai nữa là công việc đó là bạn phải có khả năng, đó là sở trường, thậm chí đó là tài năng của bạn. Chỉ khi nào bạn làm được việc bạn có khả năng, bạn mới đóng góp, bạn mới thể hiện hết mình và bạn mới tỏa sáng được tài năng của mình. Và cái thứ ba nữa là cái tính cách của bạn phải phù hợp với lại tính chất công việc đó. Một người hướng nội thì không thể nào làm công việc mang tính chất hướng nội ngoại, chắc chắn là như thế. Và tiếp theo nữa là giá trị nghề nghiệp, có nghĩa là cái nghề mà bạn làm đó, cái công việc đó mang lại giá trị gì, đóng góp lợi ích gì cho xã hội, cho cộng đồng. Và cái giá trị nghề nghiệp nó phải đảm bảo là phù hợp với lại cái giá trị cá nhân, có nghĩa là cái điều mà quan trọng nhất mà bạn đang theo đuổi. Thì chỉ khi nào mà bạn có được một cái công việc mà phù hợp với lại tất cả những cái yếu tố ở dưới mình mới vừa nêu thì lúc đó bạn có thể thành công và tỏa sáng được.